cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ 2 giờ di chuyển qua cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, 20 phút tới sân bay quốc tế Phan Thiết. Novagua Phan Thiết, siêu thành phố biển du lịch sức khỏe, sẽ là điểm đến hàng đầu châu Á. Với quy mô 1.000 hectare, trải dài 7 km vịnh biển nắng ấm, Novagua Phan Thiết đem đến trải nghiệm siêu ấn tượng, sẽ sẵn sàng chào đón hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày. Các hoạt động thể thao giải trí biển náo nhiệt tại cụm công viên biển, công viên nước, công viên giải trí, hòa nhịp cùng chuỗi các chương trình nghệ thuật, lễ hội và cuộc thi sắc đẹp siêu rực rỡ, ngập tràn năng lượng từ khu thể thao Olympic và cụm sân golf 36 hố tiêu chuẩn PGA quốc tế. Tâm điểm đầu tư siêu an toàn với dòng second home biển độc đáo, dòng PGA Golf Villa siêu đẳng cấp, chỉ có tại Novagua Phan Thiết. Siêu thành phố biển du lịch sức khỏe được phát triển bởi tập đoàn Novaland. Novaland cho cuộc sống bừng sáng.